quý khán giả, trong tuần qua thì Trúc Giang đã nhận được khá nhiều thư của các bạn từ khắp nơi gửi về với nội dung xoay quanh các vấn đề về việc du học tại Úc. Chính vì thế trong chương trình ngày hôm nay, Trúc Giang có mời anh Nguyễn Bảo Anh là giám đốc tuyển sinh của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn các thông tin về việc du học tại Úc cũng như là hệ thống giáo dục tại Navitas. Trúc Giang xin chào anh Bảo Anh. Rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào Trúc Giang, xin chào các bạn đang xem đài. Và câu hỏi đầu tiên là của anh Khánh ở Cần Thơ với nội dung như thế này. Tôi có thấy khi đăng ký học ở hệ thống giáo dục Navitas thì sẽ có cơ hội chuyển tiếp vào các trường đại học có liên kết với Navitas. Tôi muốn biết rõ hơn về vấn đề này nhờ chương trình tư vấn giúp tôi. Và trường thì có đào tạo những chuyên ngành nào? Navitas được thành lập từ năm 1994. Navitas hiện tại có hơn 83.000 sinh viên đang theo học tại hơn 100 trường cao đẳng và đại học trên toàn thế giới. Đặc điểm nổi bật của Navitas là các cơ sở giảng dạy được đặt ngay tại trong khuôn viên của nhà trường, cho nên sinh viên được sử dụng hết tất cả các cơ sở vật chất và dịch vụ của trường đại học liên kết. Các môn học trong chương trình chuyển tiếp của Navitas đều được tín chỉ đại học. Sau khi hoàn thành xong chương trình học tại Navitas, sinh viên được đảm bảo chuyển tiếp lên học năm 2 cử nhân các chuyên ngành mình đã chọn. Sinh viên có thể chọn chương trình học cấp tốc 3 kỳ là 12 tháng một năm hoặc 2 kỳ là 8 tháng một năm tùy theo yêu cầu của các sinh viên. Chuyên ngành đào tạo của Navitas rất đa dạng, tập trung các khóa học chuyên ngành về kinh tế, ngân hàng, marketing, kế toán, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, y tế, luật, quản trị du lịch khách sạn, khoa học tự nhiên, truyền thông, v.v. Hiện tại Navitas ở Úc liên kết rất là nhiều trường đại học danh tiếng tại 5 thành phố lớn tại Úc là Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide và Brisbane. Ví dụ như ở Sydney thì Navitas có liên kết với lại trường Macquarie, là trường Navitas là SIBT. Ở Melbourne là MIBT liên kết với lại trường Deakin University. Ở Perth thì có liên kết với lại trường Edith Cowan University là PIBT. Còn ở Queensland thì là trường QIBT liên kết với lại trường Griffith University. Ở Adelaide thì là SIBT liên kết với trường University of South Australia. Ngoài ra, Navitas còn liên kết với lại trường Curtin ở tại Perth, cũng như trường Curtin ở tại Sydney, trường La Trobe ở tại Melbourne, cũng như trường La Trobe ở tại Sydney. Ngoài ra, Navitas còn có liên kết với lại rất là nhiều trường đại học nổi tiếng khác. Chi tiết các bạn tham khảo tại trang web tandaiduong.edu.vn hoặc là trang web tdvn.com để biết thêm thông tin. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.